Trải qua 2 ngày thi đầy căng thẳng, các thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 với 3 môn là Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán. Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của Hà Nội, chậm nhất là ngày 4 tháng 7, thành phố sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 tới học sinh. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông. Sau khi hoàn thành bài thi của các môn, nhiều thí sinh lo ngại điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông sẽ tăng vì nhìn chung đề năm nay khá dễ thở. Em cũng khá lo lắng tại điểm chuẩn năm nay em nghĩ là sẽ cao, tại thấy các bạn ai cũng nói là đề dễ. Em thấy đề năm nay cũng kiểu ổn ạ, không khó quá mà cũng không dễ quá. Em nghĩ là điểm chuẩn năm nay sẽ tăng một chút ạ. Đề này nó rất là dễ, em ra em thấy các bạn toàn bảo 10 điểm rồi. Sẽ có một số trường tăng nhưng cũng sẽ có một số trường giảm, ví dụ như là trường Khương Đình năm nay em nghĩ là sẽ tăng vì tỷ lệ chọn nó khá là cao, 1:4 này em nghĩ không tăng mới lạ, nhưng cũng có thể sẽ có những trường mà nó sẽ giữ nguyên điểm chuẩn như năm ngoái. Theo giáo viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, đề thi các môn năm nay tương đối vừa sức, bám sát với chương trình học. Đề năm nay thì thực ra theo cô là hay này. Cái thứ hai nó rất là gần gũi với học sinh này, và học sinh nào cũng có thể làm. Khi mà đề dễ và điểm cao thì thực ra nó đòi một hỏi một cái kỹ năng nó cao hơn. Học sinh sẽ phải cẩn thận, chỉn chu hơn. Với cả những cái câu hỏi trong đề có vẻ dễ thế thôi, nhưng lại nó có rất nhiều những cái yêu cầu nhỏ ở trong đấy. Điểm chuẩn năm nay có lẽ nó sẽ nhích hơn so với cả mọi năm một chút. Những cái trường top 1 nó xung quanh điểm 8 là ổn. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ điều động khoảng 2.100 giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tiến hành công tác chấm thi lớp 10 bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 6.